một lô lọc lọc dầu part number, hàng mới chưa xài, B6Y0-14-302, cũng không rõ hãng gì ta, không rõ hãng, không rõ cho xe gì, chỉ biết gì nhé các bạn. JAF nha, oil filter nha, lọc dầu nha, có mã là 445-4526, mã giống nhau hết, hàng mới. Ở bên đây cũng còn một số lọc dầu. Sẵn là làm cái clip lọc dầu cho các bạn coi. Hyundai OM KF1531 Take off Korea. Nè, cách nào cần xài được xài nha. Ủa, giống như cái bộ gì các bạn, bộ men gì các bạn. Ồ, cái filter, cái lọc các bạn ơi, cái này nè, lọc rất là lớn. Cái này nè, cái này lọc bụi xe, lọc xe tải container, đường kính khoảng 2 tấc 2 tấc 2 tấc 3, cao cỡ 2 tấc 2 2 tấc 3, tay mình một gram là 2 tấc. Quá đẹp, có thể mua về thay vô xe. Cái này cũng là lọc nè ha, cũng lọc nha các bạn, đường kính cỡ 1 tấc rưỡi 1 tấc 6, cao cỡ 3 tấc, lọc quá nhiều lọc.